33. Cuộc gặp gỡ của Milarepa với Đạt Ma Bồ Đề. Kính lễ chư đạo sư. Vào lúc Milarepa đang chuyển bánh xe pháp ở hàng cái bụng ở Nyonon với Richumpa và những đệ tử khác của ông, có năm hành giả yoga đương thời đại thành tựu. Họ là các đạo sư Semchin ở Ladut, Dampa Sangji ở Dirin, Sila Baro ở Nepal, Dhamma Bodhi tức Đạt Ma Bồ Đề ở Ấn Độ và Milarepa ở Nyanon. Có lần Đạt Ma Bồ Đề được Sila Baro mời đến Babo Son giảng pháp. Nhiều người Tây Tạng cũng như Nepal đến kính lễ ông ta. Một số đệ tử của Milarepa cũng muốn đến đó. Richumpa đưa ra nhiều lý do với Milarepa, thúc giục ông đến viếng Đạt Ma Bồ Đề. Để trả lời yêu cầu này, Milarepa hát: nhờ ân huệ của chư đạo sư, nhiều thiền giả thành tựu đến, diệu pháp như thế được truyền xa, và tất cả chúng sinh được gia trì với hoan hỷ. Nhiều người lễ bái, tỏ lòng tôn kính các hiền nhân, chứng tỏ một ít những người định mệnh sẽ xuất hiện. Dampa Sangji của Dinri, đạo sư Sen Chin của Ladut, Sila Baro của Nepal, Đạt Ma Bồ Đề của Ấn Độ và Milarepa của Guntang, tất cả đã đạt trí tuệ. Mỗi người đã thành công trong thiền định. Mỗi người đều biết tự tánh của tâm chiếu sáng. Tất cả họ đều có thể làm phép thần thông. Tất cả họ đều sở hữu bi không tràn trề. Tất cả họ đều làm những điều kỳ diệu và tạo ra những chuyện kỳ lạ tức cười. Về ứng khẩu hát lên những bài hát: ta là người giỏi nhất trong năm người. Sự kiên trì và khổ hạnh của ta cũng vĩ đại hơn. Họ không có gì kỳ đặc và tuyệt vời. Ta thấy không cần đi. Nhưng các người, các con và đệ tử của ta nên đi bằng mọi cách. Ấy chẳng phải vì ta nghĩ xấu về họ mà ta ở lại phía sau, nhưng chỉ vì ta quá già không thể đi đến đó. Bây giờ ta ước nguyện rằng ta có thể gặp họ ở tịnh địa Ozen. Ôi con ơi, đừng bối rối, nhưng hãy tin nơi ta. Richumpa nói: nếu thầy không đi, người ta sẽ nghĩ rằng thầy kiêu ngạo và ganh tị, và họ sẽ cáo buộc thầy với nhiều sỉ vả. Bằng bất cứ giá nào, xin thầy hãy đi cho. Đáp lại, Milarepa hát: cầu cho các ngài những bậc thành tựu, tẩy sạch tất cả tội lỗi và việc làm ác. Ai quan tâm những gì người ta nói, sẽ làm chính mình bối rối mà thôi. Hành trình đến nhiều nơi chỉ làm trở ngại sự sùng mộ, can dự vào quá nhiều việc. Khi viếng một đạo sư thánh thiện sẽ làm bối rối và bực tức các thần phối ngẫu, dẫm chân trên con đường mật điển sâu xa. Nếu tâm bị phân chia sẽ không bao giờ đạt được thành tựu. Vĩ đại là sự gia trì của những bậc thành tựu, nhưng quá nhiều khách viếng sinh ra ý xấu. Tuy vậy, Richumpa hãy đi gặp ông ấy với các huynh đệ của con nếu con muốn. Richumpa đáp: việc thầy không muốn đi sẽ trực tiếp khiến cho người ta phạm những hành vi tội lỗi. Vì vậy, xin thầy hãy đi, chúng con cũng sẽ được lợi ích lớn. Nếu thầy ban cho theo sự yêu cầu của chúng con. Sau những khẩn cầu khăng khăng như thế, cuối cùng Milarepa đành chịu thua, nói:
Được rồi, trong trường hợp đó, chúng ta hãy đi chào mừng Đạt Ma Bồ Đề. Được Milarepa bằng lòng, Richumpa và những đệ tử khác kêu lên vì vui. Họ nói, người Ấn Độ tất cả đều thích vàng. Vậy chúng ta nên có một ít trong ấy để tỏ dấu hiệu chào mừng của chúng ta. Phê bình đề nghị ấy, Milarepa hát. Nguyện các ngài những bậc thành tựu tiêu trừ những ham muốn của người khất sĩ này. Cầu mong tất cả những hành vi của con hợp với pháp. Tại sao tu tập tâm Bồ Đề nếu những hành động của mình mâu thuẫn với pháp? Ai đạt được chánh định không bao giờ cần bạn đồng hành. Ai đã kinh nghiệm tự giải thoát không bao giờ cần người phối ngẫu. Hoặc ích dụng gì và có ý nghĩa gì công phu lâu dài của y trong thiền định? Nếu ta Milarepa theo đuổi vàng, sự khước từ của ta sẽ thành vô mục đích. Đạt Ma Bồ Đề không muốn vàng, hoặc sự thành tựu của ông ta sẽ thành vô giá trị. Dodrak Richumpa không muốn lợi ích, hoặc sự tu tập của y sẽ thành vô nghĩa. Zetsun tiếp tục, các con đi trước, ta sẽ theo sau. Như vậy, ông đã bảo họ đi. Trên đường đi, vì nghi ngờ, tất cả bọn họ đều nghĩ, Zetsun thật sự có đi không? Với nghi ngờ như vậy, họ tiến gần đến Babo Dison. Ô kìa, Milarepa đã biến hình thành một bảo tháp, đột nhiên hạ xuống giữa bọn họ, giống như một vì sao xẹt rơi xuống từ trời cao. Nhìn thấy phép thần thông này, Đạt Ma Bồ Đề cảm thấy rất kích động, và tất cả những đệ tử của Milarepa rất kinh ngạc và vui sướng. Rồi cả nhóm tiến gần đến Đạt Ma Bồ Đề, đang có những đám đông vây quanh. Thấy Milarepa và các đệ tử đến, Đạt Ma Bồ Đề của Ấn Độ liền từ trên chỗ ngồi bước xuống và tự quỳ lại trước Milarepa của Tây Tạng. Do đó, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Milarepa còn vĩ đại hơn cả Đạt Ma Bồ Đề. Nhưng họ cũng xác nhận niềm tin của họ nơi cả hai người là không khác với Đức Phật Toàn Hảo. Rồi hai bậc thành tựu cùng ngồi với nhau trên cùng một tòa và nói chuyện vui vẻ với nhau. Đạt Ma Bồ Đề nói với Milarepa, tôi rất hài lòng biết rằng ngài luôn luôn ở lại nơi cô tịch. Đây quả thật là điều phi thường. Đáp lại lời ca ngợi này, Milarepa hát, nguyện các ngài những đạo sư hóa thân vì sự gia trì từ các bậc thành tựu của dòng truyền rỉ tai. Với Đạt Ma Bồ Đề của Ấn Độ và những người tài năng của Tây Tạng và Nepal tụ hội nơi đây, tôi, Milarepa, hành giả yoga Tây Tạng, hát một bài về những kinh nghiệm trí tuệ, kẻo người ta không nhận ra là người thành tựu. Năm kênh xoắn lại được phép tu luyện, khí làm thẳng ra, năm khí xoay tròn được phép tu tập thuần hóa làm thẳng ra, năm đại nguyên tố ô nhiễm bị đốt sạch, và tất cả năm chiếc rương tâm phiền não độc hại bị lật nhào. Trong kênh giữa gió nghiệp tàn bạo của những ý nghĩ bối rối được bình an, bây giờ với tôi chẳng cần tự vướng mình với những đồng hành ác. Lúc ấy Đạt Ma Bồ Đề nói, cách ngài chinh phục địch thủ quả thật kỳ diệu. Bây giờ xin hãy nói tôi nghe một vài phương pháp tốt vì cứu cánh này. Đáp lại Milarepa hát, con nguyện với tất cả các bậc thành tựu, con nguyện rằng qua sự gia trì của các ngài có thể tìm được trong con một bạn đồng hành. Khi mẹ của năm kênh thanh tịnh gặp cha của năm khí thanh tịnh,
năm người con trai, năm đại thanh tịnh được sinh ra, thì thấy được bộ mặt của tự tâm năm thanh tịnh. Trong cung điện ở bên kia đo lường, kênh giữa, người tuyên bố thành Phật, hét với bốn xa luân cầu vòng, với những đoàn quân mạng lưới vạn hình tướng. Vì giới luật tôi ra lệnh không chấp trước, do nhận ra rằng tất cả hình tướng đều là tự tỉnh giác. Tôi đã thấy bộ mặt người phối ngẫu của tôi, chân tâm ở bên trong. Nên không một chúng sinh nào trong ba đại thế giới tránh được cái ôm của chân như vĩ đại. Đây là người bạn đồng hành của tôi, An Lạc là luôn luôn phối ngẫu với nàng, vì không bao giờ nàng rời bỏ tôi. Khi nghe bài hát này, Đạt Ma Bồ Đề rất hài lòng. Ông ta nói, đúng là các kinh nghiệm bên trong của một hành giả yoga ở bên kia mô tả. Tuy nhiên, xin Ngài vui lòng nói cho chúng tôi nghe một cách vắn tắt về thấy, tu và hành. Milarepa hát trả lời, ai có thể nhìn tâm mình không phân tán, không cần nói chuyện hay bếp xếp? Ai có thể tự thấm nhập trong tự tỉnh giác, không cần ngồi cứng đơ như một tử thi? Nếu biết được bản tánh của tất cả hình tướng, thì tám dục vọng thế gian tự biến mất. Nếu trong tâm không tham hay sân, thì không cần giả vờ hay bày tỏ. Đại trí và ba thân siêu việt cả sinh tử lẫn niết bàn, không thể đạt bằng tìm kiếm hay ước nguyện, không bao giờ có thể đạt được mà không nhận trước sự gia trì từ dòng truyền. Lúc ấy Đạt Ma Bồ Đề nói, thấy, tu và hành của Ngài thật tuyệt diệu. Milarepa đáp, bây giờ xin Ngài vui lòng nói cho chúng tôi biết tri giải của Ngài về những chỉ dạy thiết yếu đã đạt được qua tu tập của Ngài. Lúc ấy Đạt Ma Bồ Đề hát, vì những bậc tài năng trong hội này, con nguyện với dòng kế thừa tu tập kỳ diệu, nhờ nghiệp thuận lợi này, tất cả chúng con sớm có thể thấy thánh diện của các Ngài. Nếu không thể lắng xuống được những tạp niệm và suy tư theo thói quen, thì quán tâm có ích dụng gì? Nếu không thể thắng phục được ngã chấp và ham muốn khoái lạc, thì thiền định một đời nào có ích chi? Kẻ nào không gắng sức cho những hành vi vì người khác sẽ bị lòng kiêu hãnh của mình chế ngự và sẽ không tiến bộ. Nếu một người không theo sự hướng dẫn của đạo sư, y có thể được ích lợi gì bằng cách sống với những bạn bè ưa thích? Giả vờ và tự phụ trực tiếp gây nên ô nhục, cãi vã và bất đồng đem đến không may. Nếu một người luôn luôn nói thật, thường làm đau lòng người khác. Nếu một người tu tập không có lòng vị tha, làm sao y có thể thành Phật được? Những lời chỉ dạy một người học được sẽ trở nên sâu hơn nếu y yên tâm ở lại một mình. Ôi Ngài, đại hành giả yoga Tây Tạng, Ngài thực tài năng về thơ và ca hát. Tôi không giỏi ngâm thơ hay ca hát, nhưng giờ đây vui thích, kích động và hứng khởi. Tôi có thể hát khúc hát này vì Ngài. Cầu mong chúng ta sớm ở trong tịnh địa Đại An Lạc, tất cả cùng nhau hát những tán ca. Đạt Ma Bồ Đề và Milarepa tiếp tục cuộc nói chuyện thích thú của họ một hồi, rồi cả hai từ giã. Khi Milarepa và các đệ tử trở về Nha Non, dân làng đã đem rượu nho đến để chào mừng họ và hỏi về cuộc gặp mặt với Đạt Ma Bồ Đề. Milarepa hát trả lời, khi mặt trời hay mặt trăng lên, tất cả bốn châu đều sáng. Khi độ ẩm và hơi ấm nhiều,
trái sẽ chín trên cây. Khi mẹ và con cùng nhau gặp mặt, đau khổ mong nhau sẽ dừng. Khi một người thành tựu xuất hiện, thế gian vui và thịnh vượng. Khi Đạt Ma Bồ Đề đến rừng Babo Deson, tôi, Milarepa của Tây Tạng, đã đến đó gặp ông ấy. Ông ta từ chỗ ngồi đứng lên và kính lễ tôi. Vì thế, người ta ngạc nhiên và nghi ngờ, chắp hai tay và quỳ hai gối. Ông ta đã cúi đầu lễ bái trước tôi. Đây là biểu tượng chân lý của hai trong một. Ông ta hỏi tôi về sức khỏe và phúc lợi. Đây là biểu tượng toàn thể ôm trùm tất cả. Để trả lời sự truy cầu tử tế của ông ta, tôi đã cho ông ấy thấy đại thụ ấn vô tướng, trong ngôi chùa thanh tịnh bất nhị. Chúng tôi đã nói chuyện vô ngôn chiếu diệu với niềm vui, một ước nguyện thanh tịnh trong những đời quá khứ của chúng tôi đã mang lại cuộc gặp mặt này. Tôi phải có nghiệp duyên với ông ấy trước kia, khi Phật giáng xuống thế gian này. Cuộc gặp mặt này với người bằng hữu huynh đệ, kỳ thú và cát tường, ở những miền đất xa xôi, người ta sẽ nghe nói và sẽ hỏi về nó. Nghe bài hát này, những người bảo trợ của Nyanon tất cả đều rất hài lòng và kích động. Người ta nói rằng bởi vì sự đảnh lễ của Đạt Ma Bồ Đề, danh tiếng và vận may của Milarepa trở nên vĩ đại hơn trước. Đây là câu chuyện về Milarepa gặp gỡ Đạt Ma Bồ Đề. Chú thích chuyện 33. 1. Dinjin, tên này cũng xuất hiện như là Dinji. 2. Bốn sa luân cầu vòng, đoạn này dịch theo nghĩa đen là chỗ hay cảnh giới của bốn sa luân. Thực tế, nó chỉ cảnh giới của sự giải thoát toàn triệt và giác ngộ tối hậu. Tâm của một người đã đạt đến cảnh giới này trở thành trí biết tất cả, và thân của người ấy sáng ngời và huyền diệu như thân cầu vòng. Thành ngữ Phật giáo đạt thành thân cầu vòng hay cảnh giới cầu vòng, như thế có nghĩa là đạt thành Phật quả. 3. Mạng lưới vạn hình tướng, ngữ cú này cũng có thể dịch là mạng lưới huyễn hóa. Đây là một thuật ngữ quan trọng, phản ánh cái nhìn căn bản của Phật giáo về pháp giới, tương tự một cách đáng kinh ngạc với triết lý Hoa Nghiêm, giải thích một cách rất vắn tắt tất cả hiện tướng là không bản thể, mê hoặc, như mộng, như ảo thuật, không có tự tánh. Bởi vì chính sự không có bản tánh và không có bản thể này, tất cả hiện thân có thể phát khởi đồng thời ở cùng một chỗ mà không ngăn ngại nhau. Sự thật, mỗi và mọi hiện thân có thể phát khởi một cách đồng thời ở một chỗ khác nhau, một cách tương nhập. Như vậy, trong kinh điển Phật giáo đã dùng thành ngữ hình ảnh mạng lưới hiện hóa hay mạng lưới vạn hình tướng để mô tả trạng thái tương nhập trang nghiêm này.